luôn. Rất là hấp dẫn luôn. Và một khối lẩm thơm, đùi gà còn nước, cũng như cái này ha, tương ớt, tương tỏi ớt nó cay, phải luôn. Hai anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên hai anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và năng. Anh ba, một mâm đùi gà nướng nè. Đó. Nào giờ anh ăn khìa có rồi nhưng mà anh ăn nướng kiểu này chưa có đúng không? Chưa. Hôm nay thử ha. Thử. Wow, 4 kg bay. 4 kg là anh còn lại là 3,5 kg đó anh. Sao? Nhắm ổn không? Chơi. Chơi không? Bà má không có chạy bậy đâu. Bây giờ nói ba cái này. Em biết á, là cái đùi gà này á, là anh ăn trong vòng 50 phút là ăn sẽ hết. Nhưng mà hôm nay anh thử thách được 30 phút. Chơi. Chơi phải không? Chơi. Nhưng mà ăn cái sạch đồ lên tinh nha ba. Rồi sạch cái này trong này hết. Hết luôn, đúng rồi. Còn cái dùng không dùng 30 phút. Mà tôi chú anh chị các bạn dùng đùi gà. Hết trước bao hút có mấy cái tờ này nha, 10 tờ nha. Rồi. Bỏ tới luôn hay sao? Muốn bỏ luôn nè. Rồi bỏ. 31 phút móc ra nha. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi. 1 2 3. Sao thử hài gì đi anh ba? Im mà. Trời này. Thơm không? Thơm. Ngon thiệt. Ngon hả? Ngon.
vào cặp vô nó ngon. Chấm nước tương tỏi ớt ha. Tương tỏi ớt này kẹo đó. Cái đùi gà này mình nướng thêm chút nữa cũng được, nhưng mà khô quá thì lại không ngon. Thành ra cái màu nó chưa tới màu. Chứ mình nướng thêm chút xíu nó lên màu đẹp. Màu là màu tự nhiên luôn. Mình không có xài màu. Còn ở trong nó còn ướt mà. Ừ. Ngon. Cái này mình để xài nước dừa. Thank you.
Hấu tương dưới đó. Hấu tương hả? Hấu tương. Nãy giờ thấy anh ăn ngồi nuốt quên vụ tương.
Cố lên anh ba, chứ thôi là không kịp giờ anh ba. Hôm nay là giờ là sát luôn á, sát nút luôn. Cho mình thử thách y mà để thời gian dài quá thì không hấp dẫn. Vậy có vượt lên chính mình không?
3 phút nữa. 3 phút năm cái đùi. Không kịp. Hôm nay là hơi bị khó cho anh bà. Mình nghĩ 35 phút là chưa hoàn thành. Nhưng mà thử thách mà, đôi lúc cũng phải khắc nghiệt chút xíu. Chứ đợi 35, 40 phút bình thường quá. Chưa phải làm cái người ta. Hôm nay anh bà thua em anh coi. Không kịp anh coi. Ăn hết cái đùi đó ngưng anh coi. Nếu anh ăn, muốn ăn nữa thì anh ăn. Chứ mà anh hôm nay là anh không kịp giao rồi. Tại vì anh muốn ăn nữa anh ăn. Nhưng mà hôm nay là anh phải thua. Thua thôi không ai nữa. Thua thôi thôi không ăn nữa phải không? Ok. Anh bà không kịp giao rồi. Còn một phút mấy chục giây mà bốn cái đùi. Không anh ăn. Không có ăn kịp. Hôm nay anh chỉ được ăn thôi anh bà. Ăn đủ lắm mà. Được ăn, được ăn ngon thôi phải không? Ừ. Khỏi khỏi là khỏi tiền ha. Thôi, nhà tôi còn đang quá mà. Chứ mình để đi chơi là 35 phút hoặc 40 phút là sẽ hoàn thành. Nhưng mà thử thách thì phải vậy thôi. Chứ để dài quá thì nó bình thường quá, không gọi là thử thách nữa. Thì cũng rất mong là cô bác chị bạn thông cảm cho anh ba ăn không kịp. Hai anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của hai anh em mình. Hai anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị bạn sức khỏe, giàu năng. Chào, hẹn gặp lại.